Rồi, hello mọi người. Đây đập thùng con đại bàng ưng nha mọi người. Của anh Dép. Đập thùng mọi người ơi, này có thằng em đập tiếp. Để bằng ưng baby. Chà bá nện. Em có lục ra ngoài đâu, trong đó có thuốc gì không em? Mang nó để anh bạn luôn. Ít mây, ít mây. Anh ra sợ nó ỉa. Lấy giùm. Ba bi mà bự tí vậy rồi. Nó đã quá rồi. Có tiền không? Nhiêu anh Long? Con này nhiêu? Con thích đi dùng vậy thôi. Tối dữ rồi. Thấy có ai sống não không? Có. Anh tay rồi. Bội á. Đừng là chủ đây là xin đi, em muốn chưa kéo lên đâu. Con kéo này lên có bước qua thác em á. Ừ, mày ngon rồi, cho em mày ngon rồi. Cái điện cho bụi lên đi coi. Có cái mút bụi vậy. Nữa nó bị lớn mà em. Cái hối ta đổi cái đầu em còn vừa nè. Không, nữa nó bị lớn á. Nhìn giò nó mới lớn nè. Khủng. Là xăng đúng không? Nhớ. Thôi xăng nhớ. Xăng xăng cái về nhà nó chụp gà của má cái bám. Đại bằng ưng đất mất rồi. Đi bạn ơi, đi bạn. Sư phụ đang đâu vậy? Lên bà xã nè để ra cà phê. Ra cà phê sư phụ nè. 5 phút nha. 10 phút lại về đó. Giờ này mấy giờ rồi? Cho nửa tiếng, 5 giờ đó. Quá 5 giờ về á. Hào hào, em cầm giùm anh. Đó vậy thôi à. Mới không tắt lẽ mình. Mình định không cho ông nói mà ông không lẽ mình. Nhé nó gớt. Nhé nó gớt rồi mọi người ơi. Hú hồn. Sao mày nó bao nhiêu ký sao? À, máy nó tầm 2 ký mấy. Dạ còn 800 gram nữa bà đó. Chị mày chị máy. Quá đẹp. Mấy phút rồi hả? 4, gần 5 phút rồi. Em canh 5 phút em thích. Quá khứ rồi mọi người ơi. Tương tá. Chết.
giờ nữa.